Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức triển lãm ảnh chủ đề Tự hào một dải biên cương nhân kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975 30 tháng 4 2021. Triển lãm tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm Tự hào một dải biên cương giới thiệu tới công chúng gần 200 bức ảnh là những tác phẩm có chất lượng cao của cuộc thi ảnh Tự hào một dải biên cương do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức trong năm 2020. Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp của quê hương đất nước, con người Việt Nam và các lực lượng bảo vệ chủ quyền ở các vùng biên giới trên đất liền của Tổ quốc. Triển lãm đồng thời giới thiệu khái quát cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với sự động viên sức người, sức của to lớn của cả nước đã làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.